Ông kết tội tôi, đã gieo cái chết cho con trai của ông. Nhưng ông không nghĩ đó là điều mà Duy Khương đã chọn hay sao? Nếu mày không xuất hiện, con trai tao đã có một cuộc đời khác rồi. Ngay từ đầu tôi đã cự tuyệt tình cảm của Duy Khương. Ông cũng biết người yêu của tôi là Võ Hiếu mà. Đúng, hai đứa mày là một cặp chết tiệt. Mẹ tụi mày, hai đứa mày có xuống 12 tầng địa ngục cũng không có vừa lòng tao nữa. Hai đứa mày là lý do đưa con trai tôi vào tù. Tụi mày chết cũng vừa lắm. Ông không biết tôi đã bị con trai ông cưỡng hiếp hay sao? Tôi chưa bao giờ có ý định quyến rũ Duy Khương. Mày nói lao, mẹ mày. Tôi không nói lao. Người chết không đối chương. Mày là con đàn bà ghê gớm mưu mô xảo quyệt. Mày là loại đó mà. Đúng là con trai tao u mê mày, nhưng tao thì không. Tao còn sáng lắm. Tao biết rõ mày là ai mà. Chỉ cần một viên thôi, mày sẽ sớm gặp lại con trai tao. Ông nghĩ là ông giết tôi rồi thì con trai của ông có sống lại hay không? Thay vì như vậy, ông cứ ra giá đi. Ông muốn bao nhiêu? Mày nghĩ mày đáng giá sao hả? Đối với tao, mày còn thua cả một cọng rác nữa. Mày sẽ ám ảnh ánh mắt này của tao đến cuối đời. Sắp chết mà còn nhiều lời. Đại ca, đại ca, có sao không? Em có sao rồi hả? Em có sao không? Đại ca, hả? Đại ca, chạy. Tị, ngăn tụi nó lại. Đừng gây án mạng, công an để ý đó. Tị biết rồi. Cố lên đại ca. Đó là ai vậy? Kẻ thù xưa ân oán với em từ lúc em chưa vô tù nữa kìa. Mười mấy năm rồi nó vẫn đuổi theo. Tính ra mối thâm thù này rất là lớn.
ông cho rằng em đã hại chết con trai của ông. Không được rồi, tị nghĩ là ngày mai tị phải điều thêm vài người tới đây để ở chung với em. Thôi, thật sự em không thích có người ở chung nhà. Một tuần vài lần có người giúp việc tới đây là em đã thấy phức tạp lắm rồi. Mày suy nghĩ lại đi, ở trong cái nhà này á, có người thì bất tiện thiệt đó, nhưng nếu như mà xảy ra những cái chuyện như thế này nữa thì mày có trở tay kịp hay không? Tị không biết lúc nãy tỷ và mọi người không tới kịp thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đó. Sao hai người lo cho em quá vậy? Mạng em lớn lắm, không có chết được đâu. Bây giờ mà em còn giỡn được nữa hả? Tị nói chuyện nghiêm túc đó. Bây giờ kẻ thù của em không có ít, em có chủ quan như vậy là không có được. Mày cho con Thu về ở với mày đi, cho nó trông coi nhà cửa nữa, rồi nó còn làm vệ sĩ cho mày luôn. Chuyện đó để tính sau đi, từ từ rồi tao suy nghĩ. Bây giờ tao mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Vậy đêm nay tỷ với lại Giang ở lại đây cho em yên tâm. Em cứ nghỉ ngơi đi, cửa nẻo bây giờ nó phá hết rồi. Ừ, sao cũng được. Em qua phòng kế bên ngủ, tỷ với Giang đi qua dọn sơ phòng của em rồi ngủ lại đó. Ừ, ngày mai em gọi người làm tới làm tiếp. Ngày mai hai người kêu người tới làm cái cửa lại nha, cho chắc chắn một chút. Để tỷ lo cho, nghỉ ngơi đi. Mợ ba, mợ ba về hả mợ ba? Ừ. Tự nhiên sao mợ thấy nhức đầu quá à? Dạ, mợ thấy không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ, trong này con lo được mà. Ở nhà thì cũng không có yên, mợ phải làm gì để phụ con với Trúc Trà đây? Con thì lo ở đây, Trà thì lo cho công ty. Mợ ngồi không, chịu không có nổi con à. Dạ, mợ ba. Ừ? Con có chuyện này muốn hỏi mợ. Hỏi chuyện gì con? Con nghe người ta đồn là Trúc Trà bị ông Kha chặn đường, suýt bị cưỡng hiếp, phải không mợ? Có chuyện này không mợ? Ừ. Trời ơi, cái chuyện động trời như vậy mà sao mợ và Trúc Trà giấu con? Trúc Trà nó không cho mợ nói. Tên ác nhân, con sẽ đi tìm cái thằng khốn nạn này. Ê, đừng mà. Trúc Trà, nó nói ông hăm dọa là sẽ giết mình nếu như mình báo công an. Con à, mời xin con đừng có manh động. Ông trời ông có mắt mà con. Tội nghiệp Trúc Trà. Như vậy mà em vẫn cắn răng làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Con Trúc Trà nó rất là mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn mợ nghĩ nhiều. Nếu không có nó, mợ không biết mình phải sống làm sao. Thôi mợ đi về đây. Dạ, mợ về cẩn thận. Ừ, mợ biết rồi. Dạ. Nghe nói đêm qua em xảy ra chuyện hả? Anh cho người theo dõi em hả? Không phải là theo dõi, mà anh muốn quan tâm tới những người thân cận của mình. Vậy lúc người ta sắp bắn vào đầu em, anh ở đâu? Anh đã thấy người của em tới ngay lập tức, cho nên anh không ra tay cứu em. Bây giờ em nói đi, ai đã làm chuyện này? Em có muốn anh truy ra họ không? Đây là chuyện ân oán riêng của em. Cũng đã hơn mười mấy năm qua rồi, em không ngờ ông ta lại xuất hiện như vậy. Vì cả em không sao đâu, không cần anh phải xen vào chuyện này. Nếu cần cứ nói dành một tiếng, bất kỳ kẻ nào đụng vào em đều phải chết.
Cảm ơn anh. Em thấy yên tâm với lời hứa của anh. Chuyện hôm qua ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tinh thần của em. Chắc em cũng hoảng sợ nhiều, cho nên anh mời em tới đây để tẩm bổ lại. Thật sự bây giờ em không muốn ăn gì hết. Hoảng sợ thì em cũng có, nhưng mà bây giờ thì em hơi mệt, em chỉ muốn về nhà nghỉ thôi. Đàn bà cũng đừng nên cố gắng quá sức. Nếu như mệt mỏi thì cứ dựa vào vai anh. Em chỉ muốn dừng. Anh yên tâm đi, chỉ là một chút náo loạn để thấy mình đang sống. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc của em. Em không muốn anh làm chỗ dựa cho em. Em muốn anh làm đòn bẩy để cho em đi xa hơn. Ôi, đôi mắt đầy tham vọng của người đàn bà mà tôi yêu, em còn muốn bay cao bay xa tới đâu nữa? Em chỉ muốn bắt tay cùng với anh sản xuất loại ma túy mới. Em có đất, có cơ sở ở đây, có thể đáp ứng được nhu cầu của anh đưa ra. Sau khi tham quan địa điểm sản xuất về, em thấy khu đất ở Bình Chánh rất là phù hợp để anh thực hiện dự án này. Mộng của em cũng khá cao đó, nhưng mà cứ từ từ, đừng có dội. Đã làm thì làm cho tới. Một ký cũng vừa cột, 100 ký cũng phải đi. Đã chọn con đường này thì không có đường lui, chỉ có tiến thôi. Khoan tính tới chuyện ăn chia, anh chỉ muốn biết là em sẽ theo anh tới cùng chứ? Em không có đường thoái lui. Nếu không đi cùng anh, em sẽ rất cô đơn. Cam kết đồng hành của một người chị anh nghĩa là em sẽ mãi không có gia đình, không có cuộc sống riêng tư. Em biết, và em đã chọn từ bỏ gia đình, chấp nhận con đường này ngay từ đầu. Không hối hận chứ? Không hối hận. Chắc em đi về trước quá. Em cần về nhà nghỉ ngơi. Có cần anh đưa em về không? Có cần anh ôm em ngủ không? Không cần đâu. Để em dưỡng sức lại đã. Gặp lại anh sau. Trần Nam nói đúng, con đàn bà này tham vọng quá cao, giờ nó như một con thiêu thân. Được, ta sẽ đốt cháy mày bằng ngọn lửa tham vọng. Dám không nghe điện thoại của tôi sao? Bác sĩ chờ tôi ở đây. Dạ. Đại ca, em đưa bác sĩ về khám cho đại ca nè. Đại ca. Bác sĩ, nhanh lên, nhanh lên. Dạ, dạ, dạ. Bác sĩ, ông đang bị sốt cao. Bác sĩ coi thử coi sao. Dạ. Ông ấy bị thương rất nặng, mất khá nhiều máu, lại bị sốt cao. Nếu không đưa ông ấy tới bệnh viện để rút dao ra thì rất nguy hiểm tới tính mạng. Không thể đưa ông ấy tới bệnh viện, sẽ gặp rắc rối. Bác sĩ, bằng mọi giá ông phải cứu đại ca tôi. Tiền bạc không quan trọng, nếu ông không làm được chuyện này thì nhà ông khó lòng sống được với tôi đâu.
Nhưng mà hiện giờ tôi cần có máu. Nếu không có máu truyền cho ổng, ổng sẽ chết. Nhưng nếu muốn có máu thì phải tới bệnh viện. Tôi đã nói là không thể tới bệnh viện. Hay là đưa ông ta tới phòng mạch riêng của tôi, ở đó có đầy đủ thiết bị, rồi tìm người giao máu. Ok, anh em chúng tôi sẵn sàng hiến máu cho đại ca. Ông cứ ổn, nhanh nhanh lên. Dạ dạ dạ. Tụi bay đâu? Tụi bay đâu? Dũng phụ tôi một tay coi. Nhanh lên. Chết rồi. Chấm hết rồi. Hết thật rồi. Anh Triển ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Dạ. Chào chú. Ông có biết đêm qua Chiêu Dương bị truy sát hay không? Ừ. Truy sát? Ai có thể làm được chuyện này? Tôi nghi ngờ là ông Duy Kha. Sao? Duy Kha? Duy Kha và Chiêu Dương có quen biết nhau sao? Chuyện này rất dài, sẽ đến lúc tôi sẽ kể cho ông nghe. Nhưng tôi biết chắc Duy Kha có mối thù sâu đậm với Chiêu Dương. Duy Kha dám xuống Sài Gòn để giết Chiêu Dương? Ông ta cũng gan đó. Tôi nghi ngờ có người tiếp tay cho ông ta. Duy Kha không thể biết được đường đi và nước bước, kể cả chỗ ở của Chiêu Dương. Hiện giờ Chiêu Dương ra sao? Cô ta ổn, vừa mới đến gặp tôi. Vậy là cô ta đã thoát rồi à? Không những thoát mà nhóm của Chiêu Dương còn đập cho đối thủ banh sát. Tôi đã nói Chiêu Dương là người ghê gớm rồi mà. Tôi muốn ông điều tra xem ai là người đứng sau lưng cung cấp tin tức của Chiêu Dương cho Duy Kha. Nhưng tôi tin chắc một điều, đó là người trong nhóm này. Ừ, được. Cho tôi vài ngày, tôi sẽ báo thông tin cho lão bạn. Tôi không muốn bất cứ ai qua mặt tôi làm chuyện khuất tức sau lưng. Không ai có quyền quyết định sự sống và cái chết của những người trong nhóm, ngoại trừ tôi ra. Anh Tư, anh yêu, sao vậy? Anh Tư bị mất máu nhiều quá, giờ đang sốt nữa. Em ở lại coi chừng anh chạy ra ngoài coi tình hình sao, rồi hết lá đắp cho anh, đắp cho em nữa. Lỡ nhà anh ra ngoài, tụi dân họ tìm thấy anh, nguy hiểm lắm. Không sao đâu, đừng lo cho anh. Thank you.
Em ăn đi để có sức. Mình chưa ra khỏi đây được đâu. Hình như đám giang hồ vẫn đang truy tìm mình. Sao anh biết nhiều quá vậy? Anh có học qua một khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng sống của công an. Anh là công an? Cũng có thể nói là như vậy. Mỗi chúng ta nếu có ý thức, có lý tưởng sống tốt, đều có thể trở thành những người chiến sĩ trên mặt trận chống lại cái ác. Ở đây vậy? Đại ca bị ngất, em kịp thời đưa đại ca về đây đó. Bác sĩ nói đại ca bị mất máu rất nhiều, vết thương sâu, lại sốt cao nữa. Nếu em không kịp truyền máu cho đại ca thì đại ca khó mà qua khỏi. Mày cho tao máu hả? Cứu được cái mạng của đại ca là em vui rồi. Ít máu này có đáng chi đâu. Tao không ngờ con khốn đó nó lại lợi hại như vậy. Nó thay đổi nhiều quá, tao không nhận ra luôn. Đại ca, điện thoại của đại ca nè. Hồi nãy giờ có rất nhiều cuộc gọi nhỡ mà em không dám nghe. Alo, tôi nghe đây. Ông làm cái gì mà tôi gọi không nghe máy vậy? Xin lỗi ông chủ. Tôi... Bây giờ mà cho đại ca biết chuyện xảy ra trong nhà máy, chắc ông chết luôn quá. Tôi ngủ say quá cho nên không biết ông chủ gọi. Ông bị thương có nặng không? Ông chủ nói gì kỳ vậy? Tôi có bị gì đâu. Chỉ tôi thấy giọng ông yếu ớt quá. Tối hôm qua tôi thức trễ, ngủ không có được, cho nên sáng nay dậy muộn. Thấy trong người tôi cũng hơi mệt. Ông chủ đoán hay quá. Tôi không có đoán, mà tôi biết. Tôi biết rất rõ ông đang làm gì. Ông định qua mặt tôi tới bao giờ? Ông chủ nói gì mà tôi không hiểu? Ông giỡn mặt với tôi đó hả? Nhưng mà có chuyện gì ông chủ cứ nói rõ đi. Tôi nhắc cho ông nhớ, ông đã vi phạm một giao kèo quan trọng với tôi. Ông chủ muốn nói tới con phụ nữ đó à? Ông hiểu ý tôi rồi đó. Tôi vẫn luôn giữ lời hứa với ông mà. Ông là kẻ dối trá, một thằng hèn nhát, có làm mà không dám nhận. Đêm qua ông đã truy sát Chiêu Dương, có phải không? Ông chủ đã biết hết rồi hả?
Tôi đã nói rồi, không có gì có thể qua mắt được tôi cả. Tôi đã cảnh báo ông nhiều lần rồi mà. Cuộc chơi nào cũng phải có nguyên tắc của nó. Vậy mà ông phá vỡ, ông phải là người chịu hậu quả. Tôi sống tới giờ này là chỉ để giết hai kẻ thù của tôi, đó là thằng Võ Hiếu và con Chiêu Dương. Chỉ cần giết được hai đứa nó, tôi có chết tôi cũng cam chịu. Vậy còn mối thù giết cha của tôi thì sao? Tôi sẽ bắt kẻ thù của tôi đền tội gấp 100 lần. Tôi nhắc cho ông nhớ, Chiêu Dương là của tôi, ông không được đụng đến con ta dù chỉ là một sợi tóc. Anh phải đi, phải kiếm người đến cứu anh Tư. Nếu cứ để như vậy, anh ấy sẽ không cầm cự được bao lâu. Nhưng mà ngoài kia tụi nó đang guồng lắm, anh ra sẽ gặp nguy hiểm. Ở đây cũng chết, ra ngoài còn có chút cơ hội. Mấy anh em ở đây chăm sóc cho anh Tứ, tôi đi đây. Em với Năm nhất định không được ra khỏi đây nghe chưa? Ở đây nghỉ xíu đi, tao mệt quá rồi. Lấy ca, thằng trò chết, mày đã gây ra chuyện gì vậy hả? Lấy ca tha mạng cho em, lấy ca tha mạng cho em, lấy ca, lấy ca tha mạng cho em, lấy ca tha mạng em, lấy ca tha mạng cho em. Dạ, dạ. Một là giết hết tụi mày, hai là phải tìm bằng đôi thằng Võ Hiếu về đây cho tao. Dạ, dạ, dạ đại ca. Dạ, biết rồi. Đại ca, em đã tăng cường đàn em đi vô rừng rồi, tụi nó bị thương nên không thể nào đi xa được đâu. Trời ơi, ông Trâm mà biết được chuyện này, ông sẽ không tha cho tao đâu. Đại ca, hay là mình thu dọn đi đại ca, đừng để cho ông biết. Thôi bây giờ á, tụi mình qua đó đi. Ở đằng đó có mấy cái hang, biết đâu tụi nó trốn ở trong. Phân ở đâu thì trực ở đó đi, biết đâu cái nhóm tụi kia á bắt được tụi nó khi chạy sâu trong làng thì sao. Thôi đi. Đi. Thôi chết, tụi nó đang đi về phía hang.
mày đi trước đi, tao xào cái rồi lẹ đi. Mày kiếm nó coi, nó làm gì lâu vậy? Tâm ơi, Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi. Dạ. Được rồi. Tôi cũng mới chỉ chập mắt một lúc, cả đêm không thể nào ngủ được. Hàng đã về nơi an toàn, đã phân đi các điểm đúng như kế hoạch. Các nhóm đã báo cáo chưa? Có hai nhóm về tới điểm tập kết. Nhóm Chiêu Dương thì về sau cùng. Họ vừa lấy hàng ở công ty, đang di chuyển về điểm tập kết hàng. Hàng mới, ông có phân bổ đều ra các nhóm hay không? Tôi chia đều, mỗi nhóm số lượng ngang nhau. Với hàng thử nghiệm, chúng ta phải tìm loại bao bì thích hợp để đóng gói. Theo ông, chúng ta nên dùng loại thủy tinh hay loại nhựa? Theo tôi, nên dùng loại thủy tinh, vì chai nhựa sẽ làm giảm bớt chất lượng của thuốc. Vậy ông đặt về vài mẫu cho tôi xem, sau đó sẽ quyết định. Trong ngày mai sẽ có mẫu cho lão bàn xem. Đây là loại ma túy mới. Ma túy dạng nước, lần đầu tiên em nhìn thấy. Trước giờ chỉ thấy dạng bột, dạng đá, dạng viên. Lần này là ông trùm thắng lớn rồi. Loại này rất là công hiệu, chỉ cần vài giọt là con nghiện lên tới trên mây. Mày từng xài loại này rồi phải không? Ừ, thay đổi địa điểm rồi. Ủa Chiêu Dư, lúc trước tỷ còn nghe em nói là ghét mấy thứ nghiện ngập này lắm mà, sao em lại thử? Thật ra là em bị thuốc, cho đến khi em về nhà thì mới phát hiện ra. Cũng may là em đã cai được rồi, không là bây giờ thân tàn ma dại rồi. Em nói đúng đó, đã chấp nhận cho con đường này, sống nay chết mai, hên xui. Còn dính vô mấy cái này, chết chắc rồi. Vì vậy em nhất quyết không một ai tham gia trong đội mình bị nghiện. Ừ. Tỷ, đem hết mấy cái canh nhựa này vô phòng giặt đi. Ở trong đó có tủ đựng xà bông, nhét sâu vào trong đó. Ừ.
Hàng đã về tới điểm an toàn. Ok, cất giữ hàng cho cẩn thận, chờ chỉ thị mới. Đây là loại mới, nên tôi không biết phải bảo quản hàng như thế nào. Ở nhiệt độ phòng hay là... Nhiệt độ phòng là được rồi. Đương nhiên là tránh ánh nắng. Ông nghĩ sao mà tôi có thể để hàng ở ngoài lộ thiên? Sẽ cho chiết xuất ra những chai nhỏ trước khi đem cho khách thử hàng. Sau khi ông chủ duyệt mẫu thì tôi sẽ gửi cho từng nhóm. Ok. Ông còn dặn dò tôi gì nữa không? Tạm thời là không. Tôi sẽ gọi lại sau. Ok, bye. Vậy là ổn. Các nhóm đã tập kết hàng an toàn. Điều bây giờ tôi đang lo không phải là chuyến hàng này nữa, mà là chuyện điều hành ở nhà máy. Duy Kha là một kẻ võ biện, không có cái đầu cho nên mới cư xử như vậy. Tôi tiếp xúc với ông ta không được nhiều, nhưng nhận thấy đó là một con người không có đẳng cấp. Tôi với ông ta có một mối quan hệ rất là đặc biệt. Ngày xưa ông ta đã từng làm ăn với cha của tôi. Sau đó xảy ra chuyện, tôi đã qua đây gặp ông ta. Từ đó mới có sự liên kết đến ngày hôm nay. Tôi biết lão bàn đã mua lại hết tất cả các cơ sở sản xuất của ông ta. Lão bàn mới là ông chủ đích thực. Ông ta chỉ là một gã đứng tên trên giấy phép kinh doanh. Nhưng ông ta không nghĩ mình là người làm công, cứ tưởng mình là ông chủ. Tôi đã cảnh cáo ông ta rất là nhiều lần rồi. Nếu không vì những mối ân oán chung đối với cả hai và sự cam kết ngay từ đầu, tôi đã loại ông ta. Có lẽ lão bàn nên cân nhắc khi hợp tác với một người như vậy. Chúng ta có nên chuyển địa bàn sản xuất đi nơi khác không? Rất khó để xây dựng một nơi bí mật như vậy. Nhà máy này của ông ta đã tồn tại từ rất lâu rồi. Từ khi ông ta ra tù về, tôi đã mua lại và âm thầm xây dựng căn hàng bí mật bên dưới. Nếu bỏ đi chỗ này thì rất khó để tìm chỗ khác được. Một con người sống vô tổ chức như ông ta thì việc bất tuân mệnh lệnh là điều đương nhiên. Tôi biết ông ta đã ra tay với Triệu Dương, nhưng tôi muốn biết ai là kẻ đã tiếp tay cho ông ta. Không biết hai thằng kia đâu rồi ta? Hai thằng mày đâu rồi? Nó ngủ rồi, bây giờ tới lượt mày. Không súng, không dao. Thì ra bao lâu mày đóng kịch? Tao cứ tưởng mày tàn rồi. Tao phải tự biến mình thành một kẻ phế nhân, như vậy mới qua mắt được tụi mày. Sức mạnh và ý chí của tao nằm ở đây. Tôi đợi tin cậu rất lâu rồi. Đúng là con nhỏ này khó nhằn thiệt. Nó đã suýt chết dưới tay em mấy lần. Tôi không thích nghe cái từ này. Tại tụi đàn em của nó quá đông, lần nào em định ra tay em đều đụng tới nó. Cậu nhắm có làm được không? Nếu không được, tôi sẽ thuê người khác làm. Anh hai cho em thêm chút thời gian, nhất định em sẽ không làm anh mất mặt. Thời gian qua, cậu có cho người theo dõi nó không? Dạ, có đây. Là Mỹ Kỳ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì từ lâu cô ta đâu có ưa gì Chiêu Dương. Tôi không cho phép cô ta làm chuyện này. Gọi cô ta đến gặp tôi gấp. Cô đến gặp ông chủ gấp. Loạn, loạn hết rồi.
Quả đáng mà. Các người quá coi thường tôi mà. Tôi có còn là ông chủ của các người không? Mời bệ hạ xuống ăn. Em nấu xong rồi nè. Trẫm nghe rồi. Chà, hôm nay Ái Khanh nấu gì cho trẫm ăn vậy? Toàn là món bệ hạ thích không đó. Tôm rim nè, rau xào, canh khổ qua. Giỏi, giỏi lắm. Xíu nữa trẫm sẽ thưởng cho Ái Khanh. À, ăn xong á, bệ hạ lên cho thằng điên đó ăn nha. Em không có thích tiếp xúc với thằng đó đâu. Mỗi ngày cho nó ăn một lần là được rồi. Với lại có nước với bánh trong đó, không có đói đâu mà em lo ha. Ủa, ai vậy ta? Chắc không phải là Chiêu Dương đâu. Nếu như nó tới thì nó đã gọi điện thoại rồi. Thôi, để em ra coi sao. Tùy cơ ứng biến nghe. Ừ. Chị tìm ai? Tôi tìm anh Lâm Phong. Anh Phong không có ở nhà. Chị có biết anh ấy đi đâu và bao giờ mới về không ạ? Ảnh đi đâu là chuyện của ảnh. Khi nào ảnh về cũng là chuyện của ảnh. Sao mà tôi biết được? À, mà chị là ai mà tìm anh Phong? Tôi là đồng nghiệp của anh Phong. Tôi đến tìm anh ấy có một chút công việc. Chị tên gì? Để khi nào ảnh về rồi tôi nói là ảnh. Tôi là Hà. À, tôi biết rồi. Thôi chị về đi. Để tôi nói ảnh sao. Mà chị cho tôi hỏi, chị là gì của anh Phong vậy? Là vợ. Dạ. Chào chị. Ai vậy? Bả là đồng nghiệp của ông điên đó. Nó có nói gì không? Không, thì chỉ hỏi là ổng có ở nhà không. Thôi mình vô ăn cơm đi, để cơm nguội mất ngon. Không có được, phải gọi điện thoại báo cho Chiêu Dương biết. Em nghe nè tỷ, có chuyện gì vậy? Mới có người tới tìm Lâm Phong đó. Ai? Không biết, nghe nói là đồng nghiệp nữ nào đó. Đồng nghiệp? Nó có nói nó tên gì không? Giang ra mở cửa để chị hỏi nha. Nó tên gì vậy? Nó tên Hà. Nhỏ tên Hà. Hà. Em biết nhỏ đó rồi. Mà tỷ có cho nó vô nhà không? Trời, em nghĩ sao chị cho nó vô vậy? Giang ra nói chuyện rồi đuổi khéo nó về rồi. Em biết rồi, không sao đâu. Có gì tối em rảnh em ghé. Có gì tối nay lại ra về cha nha. Ok tỷ. Ok. Rốt cuộc mày đang muốn cái gì vậy Hà? Cô ta đã tới. Em cần tiền để đổi bán đứng đồng bộ của mình như vậy sao? Lão bàn nói cái gì? Em không hiểu. Giải thích cho cô ta hiểu đi. Cô bán thông tin Chiêu Dương cho ông Duy Kha bao nhiêu tiền? Ông có bằng chứng gì mà ông vu khống cho tôi? Muốn người ta không biết thì đừng có làm. Thank you.
Tiền không phải là thứ tôi cần. Thứ tôi cần là tiêu diệt cô ta. Em ghen tôi đến độ mù quáng như vậy sao? Tại sao lại hại người của mình? Vì em không muốn cô ta chiếm ngôi của em. Em điên rồi. Làm gì có ngôi gì ở đây? Vì sao ông chủ lại bảo vệ Diêu Dương đến như vậy? Không thể vì yêu. Mình biết ông ta mà. Từ khi cô ta xuất hiện, anh đã không còn quan tâm em như ngày xưa nữa. Tôi cấm em không được đụng tới Diêu Dương, dù là bất kỳ lý do gì. Nếu như em cãi lời tôi, em sẽ lãnh đủ hậu quả. Hình phạt của Mỹ Kỳ là từ nay không được tháp tùng công việc của tôi nữa. Đúng là đàn bà chỉ toàn là cái rắc rối. Tôi nhớ là tôi đã từng nói với lão bàng về chuyện này rồi mà. Em say rồi đừng uống nữa. Thôi, anh cứ để cho em yên đi. Có chuyện gì thì nói anh nghe. Chuyện gì đã xảy ra với em? Em muốn ngủ một giấc thật dài. Em muốn say, không tỉnh dậy thì càng tốt. Em điên rồi. Sao lại có ý nghĩ ngu ngốc như vậy? Anh tới đây không phải chỉ để ngồi nhìn em uống đâu. Người đàn ông đó đã đánh em, đã bạc tay em vì con đàn bà đó. Lão bàng đã đánh em? Anh tin nổi không? Chưa bao giờ ông ta đối xử tệ với em như vậy. Em đau lòng lắm. Vì Chiêu Dương mà lão bàng ra tay với em? Đúng. Chỉ vì bảo vệ người tình mà ông ta đã đánh em. Một cái tát không làm em đau, mà em đau ở đây nè. Điều này chứng tỏ lão bàng đã yêu Chiêu Dương thật lòng. Một người như lão bàng không thể yêu ai. Chỉ là đó là si mê tạm thời thôi. Cho dù gì đi chăng nữa, em cũng không cam tâm. Ở trên đời này chỉ có em là yêu ông ấy thật lòng, còn tất cả chỉ là dối trá thôi. Em quá ngu ngốc mới nghĩ như vậy. Trên đời này em chỉ có hai người thân duy nhất, đó là anh và lão bạn. Từ nhỏ hai anh em mình đã lớn lên cùng nhau ở trại trẻ mồ côi. Chỉ có anh là luôn yêu thương và bảo vệ cho em. Anh luôn coi em như một người em gái của anh. Rồi sau đó lão bạn cưu mang hai anh em mình. Nếu không có ông ấy thì sẽ không có em và anh của ngày hôm nay. Em đã thần tượng người đàn ông đó, đem lòng yêu lão bạn. Em yêu ông ta từ khi còn là cô bé. Một cô bé tình ranh như quỷ và biết yêu rất sớm. Khởi nguồn của một tình yêu sâu đậm là cái sự khổ đau hiện thời mà em đang phải gánh chịu. Anh dạy em đi, dạy em cách quên một người. Em biết bài hát Giết Người Trong Mộng không? Đúng. Nếu giết được, em sẽ giết người ta.
để giữ người trong mộng cho mình. Anh cứ yên tâm, muốn bao nhiêu cũng có. Tôi là người nắm độc quyền công thức sản xuất loại hàng mới này. Ồ, phải chủ động sản xuất mới có hàng cung cấp cho thị trường chứ. Ok, có gì tôi sẽ liên lạc lại với anh sau. Cảm ơn anh, chúng ta sẽ cùng tiến lên để giành chiến thắng. Chào em. Có cần tôi phụ gì không? Để tôi. Thôi khỏi, tôi rót được rồi. Xong hết rồi. Đây, cái gì xóa rượu thôi. Đây. Đây, tôi rót cho. Chà, rượu ngon. Hôm nay anh cố tình làm những món này cho em ăn đó. Em cảm ơn anh. Tôi rót cho. Chúng ta cùng nhau ăn mừng thành công một dự án mới. Thứ nước vui vẻ đã được kích hoạt trên thị trường. Mời. Chúc công chủ thắng lợi trong phi vụ triệu đô. Chúc mừng. Chúc mừng lão bàn. Chúc mừng. Mời. Mọi người cứ từ từ thưởng thức hết những món ngon do bà Tần nấu. Nói không qua, còn hơn cả đầu bếp năm sau. Ý tưởng nhậu tại nhà của lão bàn thật là tuyệt vời. Rượu xịn, thức ăn ngon, lại còn ấm cúng nữa. Tôi muốn mọi người thật thoải mái thôi. Mời. Cũng lâu rồi chúng ta không ngồi lại ăn với nhau đúng không? Vậy đêm nay chúng ta không say, không về. Ok. Mời. Xin mời. Cơm đi. Tôi muốn gặp Chiều Dương. Chiều Dương nó bận việc rồi, không có tới. Gọi cho Chiều Dương ngay. Các người là ai mãi trong nhà tôi? Mày đã quên, ngôi nhà này từ lâu không thuộc về mày rồi hả? Ngoan ngoãn mà ăn cơm đi. Mày. Tao không ăn. Tao không phải tù dân. Tao phải ra ngoài. Thằng điên này, chán sống rồi hả? Tỷ, có cần em phụ không? Cái loại cóc ghẻ này, đánh cho bẩn tay thêm thôi. Mày có khôn hồn thì đừng có chọc tức tao, nghe chưa? Nghe chưa mày? Cơm đổ hết rồi, giờ sao? Kệ nó đi, nó đói thì tự bóc ăn, còn không nhịn đói đi. Đi. Chiều Dương, em không thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy được. Chiều Dương. Chiều Dương. Bực mình với thằng đi nó ghê luôn á. Tỷ, có gì đâu mà bực, thì coi nó như là bao đấm bốc đi. Mình đấm bốc thì mình xả stress đó mà. Mà sao giờ này Chiêu Dương chưa tới nữa? Nó hẹn tối nay tới mà. Chắc nó bận rồi. Tỷ gọi cho nó xem sao. Đâu có được. Đâu phải lúc nào cũng gọi cho nó đâu. Nó không có thích. Trừ khi nào có chuyện gấp. À, hay là tỷ nhắn tin xem, báo cho nó thằng kia lên cơn. Ừ. Tôi mời mọi người ly này. Nên nhớ, ngày mai chúng ta sẽ mở ra một trang mới. Thế giới sẽ dần biết được
Một loại ma túy mới có cái tên rất đẹp, nước vui vẻ. Vô. Vô. Đơn đặt hàng tới tấp, tôi kiểm tra mail liên tục. Đó là một tín hiệu vui. Rồi đây, tất cả chúng ta sẽ giàu to. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành sát cánh bên lão bàn để xây dựng một thế lực hùng mạnh nhất ở Việt Nam. Không những ở Việt Nam, mà tôi còn muốn chúng ta vươn ra tầm thế giới để coi những mafia của các nước khác có gì hơn chúng ta nào. Đừng khờ quá vậy chứ em. Ở nước ngoài người ta xử nhau bằng tiểu liên, chỉ có ở đây họ mới xử nhau một cách âm thầm. Cô đừng có gấu quá, khiêm tốn chút đi. Kệ, 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 kệ. Mọi người cứ thoải mái đi. Mơ ước và tưởng tượng cũng tốt cho trí não mà. Hả? Nhưng mà tôi cũng nhắc với mọi người là thực tế nó sẽ khốc liệt hơn. Khi chúng ta cạnh tranh trên thị trường với một sản phẩm mới, các đối thủ cạnh tranh cũng không dễ bị chúng ta hạ gục đâu. Nếu cần thiết thì mình cứ đối đầu. Mắc mới gì mình phải lép vế. No, 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 no. Cô phải dùng cái đầu chứ không phải là vũ lực. Vậy theo ông nghĩ, với những tay giang hồ, họ sợ điều gì? Đây thôi, 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 đừng có tranh cãi nữa. Tốt hơn hết, chúng ta phải tìm ra được một con đường đi khác biệt. Không cần đối đầu, nhưng cũng không để ai chèn ép. Vô, vô đi. Vô. Vô. Ừ. Chúng ta nên dùng chiêu sử dụng đối tượng trong lực lượng bảo vệ pháp luật. Bảo kê cho chúng ta, đó là con đường khác biệt mà chúng ta làm tốt nhất từ trước tới giờ. Câu này là câu hay nhất trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ dùng tiền, dùng gái để mua chuộc những kẻ có quyền lực. Chỉ có cái bắt tay, cấu kết chặt chẽ của những băng nhóm xã hội đen và những đối tượng có chức có quyền, chúng ta mới có một cái ô dù lớn để che thân. Tỷ đâu rồi? Tỷ mới đi chợ, sắp về rồi. Mày uống gì không? Tao lấy. Tao uống nước lọc được rồi. Cảm ơn mày. Giang. Bữa có con nhỏ nó đến đây tìm ông Phong, nó có nghi ngờ gì mày không vậy? Nghi cái con khỉ gì. Tao dập nó, mặt nó xanh lè luôn, đi không kịp. Mày nói gì với nó? Thì nó hỏi gì tao trả lời bóp chát với nó. Cỡ vụ này vui lắm nè. Ví dụ mà nó hỏi ông Phong là cái gì của tao, tao nói tao là vợ của ổng. Cái gì? Mày là vợ chủ nhà? Mắt nó tròn xe luôn. Trời đất ơi, con điên. Nó mà tin mày á, tao đi đầu xuống đất cho mày coi luôn đó. Mày nghĩ sao Lâm Phong vậy mà có con vợ trời đánh như mày vậy mày? Tin hay không tin á là quyền của nó. Nhưng mà từ đây về sau, nó sẽ không bao giờ tới cái nhà này nữa. Nó nhìn mặt tao là nó sợ rồi. Thiệt tình mày luôn á. Ê, ê, vụ này vui rồi nha. Lâm Phong có một con vợ. Rồi bây giờ quay trở về để chăm sóc gia đình nhỏ. Hay mày, cô Lý, con này thông minh đột xuất vợ. Việc việc nha. Nè tỷ, tỷ bữa nay mới xuất hiện á hả? Em bận bữa giờ mà. Tỷ nhắn tin cho em còn không có thời gian trả lời nữa mà. Nè, tỷ mới mua ít đồ tươi, ở lại dùng cơm nha. Thôi, em qua đây để coi Lâm Phong ra sao. Nghe tỷ nói là hắn lên cơn điên, em cũng muốn xem hắn điên đến cỡ nào. Em cầm vô trong đi. Mấy hôm nay hết thuốc, không có thuốc cho nó xài, nó giật giả lắm. Em có đem theo ở ngoài xe?
Lát nữa em sẽ đem vô. Sao mà dơ quá vậy nè? Là tại nó đó. Ăn uống không chịu ăn, đạp đổ, rồi chửi bới lung tung nữa. Sao mà tệ quá vậy? Còn đâu hình ảnh của một ông giám đốc lịch lãm ngày nào? Là em hả Chiêu Dương? Là em hả Chiêu Dương? Câm miệng mày lại đi! Mày không thành thật với tao. Mày còn muốn qua mặt tao cho tới bao giờ nữa hả? Hả? Anh không hiểu em nói gì hết. Anh không làm gì sai với em. Anh không hổ thẹn với lương tâm. Anh ơi, không không, à, không, tôi là người tốt, tôi là người kinh, tôi đang gặp nạn, cần anh giúp đỡ. Vào đi. Lâm Phong, có quen biết người này không? Nhìn kỹ đi, nó là ma hay là người? Nói. Thì ra em đã biết hết tất cả. Chiêu Dương, Chiêu Dương, em đừng gọi ta là em. Giờ thì mày đã tâm phục khẩu phục chưa hả? Mày có hiểu tại sao ta lại đối xử với mày như ngày hôm nay hay không hả? Tha cho anh đi, là anh sai rồi. Cho anh cơ hội sửa sai đi Chiêu Dương. Bỏ qua hả? Hả Chiêu Dương, mày tưởng là mày nói một câu dễ dàng như vậy là xong sao? Mày thuê cái thằng con quan này giả ma giả quỷ nhát tao. Mày làm tao mất ăn mất ngủ một thời gian dài. Mày còn dám sai nó rạch mặt để lại cái thẹo trên mặt tao. Mày còn chút lương tâm hay không? Nói. Chiêu Dương, tha cho anh đi. Tha cho anh lần này đi Chiêu Dương. Sao bao nhiêu chuyện mày làm với tao, bây giờ mày kêu tao tha thứ cho mày hay sao? Hả? Hả? Bây giờ tôi đi được chưa? Đi đi. Đứng lại. Không nghe, không thấy, không biết bất cứ điều gì trước khi rời khỏi căn nhà này. Nghe chưa? Dạ. Đừng làm bậy nha. Tôi đã hợp tác với mọi người rồi mà. Mày chỉ cần ho một tiếng là xuống địa ngục liền. Nhớ chưa con? Dạ. Em tha cho anh đi Chiêu Dương. Tha. Mọi người chuẩn bị đi thôi. Tôi đã tìm được người tới giúp rồi. Dạ. Anh Thứ, ráng dậy đi anh. Anh Thứ. Anh Thứ chết rồi.
con người chết rồi, giờ làm sao đây? Anh Tư đã ra được tới đây rồi, mà anh không ráng được chút xíu sao anh Tư? Anh đi lúc nào mà em không biết. Tạm thời cứ để anh ở đây, sau khi tôi tìm đường thoát ra ngoài tôi sẽ báo với chính quyền. Anh em tranh thủ đi nhanh đi. Dạ. Đi theo đường chúng tôi, nhanh hơn. Ừ, nếu nghe tiếng người phải tìm chỗ núp. Anh em đi nhanh đi, đi lẹ lên. Người đàn bà này thật là ghê gớm. Thế giới của những người giàu thật là khó hiểu. Mấy ngày nay mày làm gì mày không ra khỏi nhà mày? Còn ở nhà má cũng chửi, ra ngoài má cũng la là sao? Tao thấy lạ thì tao hỏi vậy thôi. Chân mày là như ngựa vậy đó mà mày ở nhà. Thì bây giờ con không thích ra đường nữa, con ở nhà. Mày không ra đường thì làm sao có tiền để nuôi tao? Má yên tâm đi, con không bao giờ bỏ đói má đâu. Con chỉ xin má một điều thôi, má bớt uống rượu lại giùm con. Tới lúc ngã bệnh á, không có tiền đi bệnh viện đâu. Số tao chết là lăn ra chết liền, không có báo con cái đâu, mày đừng có lo. Mày nói hay quá ha, tới lúc đó đi rồi biết. Nói hoài mà không chịu nghe, cứ suốt ngày uống rượu. Thôi đi mày ơi, càm ràm hoài, để tao uống cho nó ngon coi. Con chào bác. Niễn chào. Bữa nay em không bán hả? Anh tưởng chiều em mới xong chứ. Hôm qua biển động, cá về ít, nên sáng nay em bán có chút xíu là xong rồi. Trời ơi, tới chơi được rồi, em mua đồ chi nhiều vậy? Có gì đâu mà nhiều, em mang ít cá với chút rau qua đây nấu cơm cho anh với bác gái ăn à. Nấu cơm cho anh ăn luôn hả? Dễ thương vậy ta. Tao không ăn, tụi bay tự ăn, tự nấu. Má này, lâu lâu có con dâu tới nhà nấu cơm cho ăn mà còn nè, chê nữa. Ê, chưa cưới chưa hỏi gì mà dâu con ở đây không? Đi. Thì trước sau gì em cũng là vợ của anh, chứ vợ của ai nữa. Không có ý định khác nghe chưa, chết với anh đó. Anh lấy giùm em cái rổ đi, em đặt rau. Nè, mua chi nhiều quá trời vậy không biết nữa. Bắt cho em nồi cơm đi, em đi đầm cá cho. Nấu cơm hả? Thôi à, để anh nấu cơm rồi à, anh phụ em đặt rau nha. Dạ. Em, anh hỏi cái, ở nhà mà ba người á, thì mình nấu mấy lon gạo để đủ ăn? Ây da, một lon chứ bao nhiêu, có làm vậy cũng biết nữa. Thì một lon, trước giờ có nấu cơm đâu mà biết, vậy cũng đánh người ta nữa.
vô tình hay là cô theo dõi tôi? Một người đàn ông cô độc đi chợ, đi siêu thị, nấu ăn một mình. Bởi vậy làm sao ông hiểu được chuyện tình cảm ở trên đời này? Tôi tìm thấy thú vui qua những công việc tự chăm sóc bản thân mình. Trên đời này tôi không tin ai ngoài mẹ của tôi hết. Ông nghĩ ngoài trừ mẹ của ông thì tất cả những người phụ nữ trên đời này đều xấu xa hay sao? Đúng vậy. Ông đã bị họ phản bội, bị bỏ rơi, hay là ông không có khả năng làm đàn ông nên ông mới căm ghét phụ nữ? Với tôi, phụ nữ chỉ là thứ cỏ rác, kể cả cô cũng vậy. Tôi mặc kệ ông là ai, là luật sư, là cố vấn, hay chỉ là một người đâm sau lưng người khác. Tôi cảnh cáo ông, nếu như ông còn xen vào chuyện của tôi và ông chủ một lần nữa thì tôi sẽ cho ông biến mất khỏi trái đất này. Mày dám hăm dọa tao? Sao, mạng đổi mạng, ông dám không? Anh hai, anh muốn chú nhanh chóng giải quyết cô nhỏ đó bằng mọi giá. Em sẽ cố gắng. Anh hai cho em thêm chút thời gian. Em đang tuyển thêm hai thằng sát thủ ở bên Cam về. Anh muốn chú làm cho nhanh gọn. Con nhỏ này không tầm thường, đừng chủ quan với nó. Anh yên tâm, em biết cách mà. Anh đưa chú một nửa, xong chuyện chú sẽ có thưởng thêm. Nhất định em sẽ không làm cho anh hai thất vọng đâu. Anh hai em đi. Em ngồi uống nước nè. Lâu lâu á thấy em làm gái chăm ngoan, nấu cơm cho chồng ăn, anh thấy em đẹp sợ luôn á. Trời ơi, xạo xạo không à. Đừng có tưởng nói vậy khen em đẹp dạ, làm vậy mắc bẫy. Rồi ngày nào cũng qua đây nấu cơm cho anh ăn nha. Gái ăn đứa gì không có ý tứ gì hết á. Mới khen giờ chê là sao? Anh nói chơi thôi mà. Em công nhận á, ăn cơm ở nhà vừa ngon vừa rẻ nữa. Đi ra ngoài ăn vừa tốn tiền vừa không sạch sẽ nữa, đúng không em? Ừ, thôi đi. Chứ không phải anh kẹo kéo không dám chi hả? Bộ anh kẹo lắm hả? Chứ còn gì nữa. Anh coi đi, từ hồi anh quen em tới giờ, anh đã tặng em cái gì có giá trị chưa? Hay toàn là bò bía, nước mía? Đến cả ly trà sữa anh còn không dám tặng nữa kìa. Không phải anh keo, mà là vì anh nghèo. Anh biết là em không có chê anh nghèo mà. Hai đứa mình hiểu hoàn cảnh thôi. Chỉ là em nói giỡn. Anh biết anh là một thằng lông bông, không nghề nghiệp. Nhiều khi anh cứ sống cho qua ngày vậy đó. Nhưng mà khi nghĩ về em, nghĩ về gia đình nhỏ của mình sau này, anh thấy hoang mang lắm. Hai đứa mình cũng có tay có chân mà. Em cũng có cái nghề bán cá mà má truyền đại cho em á. Anh chỉ cần đi làm nghề chân chính thôi, dù ít nhiều gì mình cũng gói ghém no đủ mà. Trước giờ anh không có quen lao động chân tay, không nghề nghiệp gì nữa. Anh biết làm cái gì kiếm tiền chân chính? Anh ốm nhom, lao động chân tay ai mướn. Ê, hay là anh đi chạy xe ôm đi. Xe ôm hả? Cái xe anh cà tàng thấy mồ, ngoài em ra ai dám leo lên anh chở. Em có chơi một chân hụi ở ngoài chợ, đợi cuối năm em hốt
em lấy tiền đưa cho anh mua chiếc xe mới nha. Cảm ơn em đã suy tính cho anh, nhưng mà em cứ giữ đi. Sau này mà đám cưới tụi mình có thiếu tiền thì em phụ cho anh. Anh cũng đang dành dụm có một chút tiền. Vậy nha. Mình chỉ có trong tài khoản 50 triệu mà Lâm Phong chuyển cho. Ê, anh nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Em nè, nếu mà tiền không phải do mình làm ra, mình không nên xài đúng không em? Được rồi, tới đây là an toàn rồi. Mọi người tạm nghỉ ở đây đi. Dạ. Em ngồi nghỉ chút đi. Ra được tới đây là an toàn rồi. Chắc mọi người cũng đói rồi. Để anh em tụi tôi kiếm cái gì đó cho mọi người ăn nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Cứu người là chuyện tốt mà, có gì đâu mà cảm ơn. Mình đi. Ở đây an toàn cho anh Hiếu. Không biết đám người kia đi ra có tìm thấy anh em mình không? Đây là đất thuộc Bình Thuận rồi, chắc họ không nghĩ mình đi xa vậy đâu. Thế nào cũng tìm quanh quẩn trên Lâm Đồng thôi. Em không muốn chết nha anh Tứ. Em muốn về gặp mẹ em. Đừng lo, anh sẽ băng rừng tìm sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Sẽ có người đến cứu anh em. Tôi không muốn làm vướng tay vướng chân tới chú nữa. Đã ra tới đây rồi, có chết tôi cũng mãn nguyện. Lần cuối còn có thể nhìn được ánh sáng mặt trời. Anh nói cái gì vậy anh Năm? Khó khăn lắm anh em mình mới thoát ra được khỏi chỗ đó. Anh phải hy vọng là mình còn cơ hội để tiếp tục sống tốt chứ. Chỉ vì nghiện ngập mà tôi đã làm tán gia bại sản, gia đình ly tán. Giờ tôi mới biết ma túy độc hại đến cả những người chơi trực tiếp, mà còn là chất độc hủy hoại đến cả những người thân, liên lụy đến gia đình và cả xã hội nữa. Nếu đã hiểu ra được vấn đề, em hy vọng là sau khi ra khỏi đây, anh với tỷ sẽ sống một cuộc sống đàng hoàng tử tế hơn. Đặc biệt mấy anh phải là nhân chứng sống trước tòa để tố cáo băng nhóm mafia này. Anh là người tái sinh em ra lần hai, bây giờ anh nói gì em cũng nghe. Hãy lắng nghe con tim mình mách bảo phải làm điều tử tế. Anh không thể bên cạnh em suốt đời được. Anh cho tôi gửi lại mấy người bạn. Sức khỏe họ quá yếu, không thể tiếp tục cùng tôi được. Cậu cứ để tụi họ ở đây, để tụi tôi chăm sóc cho. Anh có thể giúp tôi đưa tôi ra quốc lộ được không? Được mà, đằng nào thằng em tôi cũng đi ra quốc lộ. Sẵn nó đi mua ít muối ít gạo đem về đây cho tôi, nó đi cùng với cậu luôn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhất định tôi sẽ quay lại đây để hậu tạ cho anh em của anh. Hậu tạ cái gì? Chạy đâu? Ngày tàn của mày tới rồi, còn khốn! Phá cửa nó cho tao! Dạ. Thì ra ông ta đã theo dõi mình từ lâu. Cuộc sống của mình chưa bao giờ an toàn.
Ông ta nhắc tới mối thù không đội trời chung với mình và Võ Hiếu. Vì sự mất tích của Võ Hiếu chắc chắn có liên quan tới ông ta. Không lẽ ông ta là người giết Kỳ Quý? Nhưng mà Quý đâu có thâm thù gì với ông ta đâu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, liệu mình có thể không quan tâm? Mày có cảm thấy say sức chút nào không hả Chiêu Dương? Tỷ nấu gì mà thơm quá vậy? Tỷ chiên cá thu cho em ăn cơm. Trời ơi, giờ này mà ăn cơm cái gì? 12 giờ rồi đó. 12 giờ rồi hả? Ừ. Trời đất ơi, sao em ngủ dữ vậy ta? Tỷ có pha cà phê bỏ trên bàn á, uống đi rồi ăn cơm. Tỷ công nhận có tỷ là thương em nhất. Tao thương mày hơn thương vợ tao luôn á. Con nhỏ Giang mà nghe được câu này á, nó tự dẫn liền á. Ngu sao để cho nó nghe. Nè, em suy nghĩ cái chuyện mà tỷ nói với em chưa? Sau cái chuyện vừa rồi xảy ra, thiệt sự là tỷ không có an tâm để em ở một mình. Thật sự là em không có thích ở cùng với người khác, không được thoải mái. Với đâu phải dễ tìm ai hợp tính mình đâu. Hay là để tỷ với anh Giang qua đây ở với em có được không? Không, em cần chị với Giang ở bên đó. Khi nào giải quyết chuyện Lâm Phong xong rồi mình tính sao? Em tính giải quyết kiểu gì? Không lẽ... Không, không cần phải giết người. Em còn nhiều việc phải tính sổ với thằng này. Tỷ có ý này nha. Nói thiệt, hiện tại tỷ cho đàn em bảo vệ em từ xa, nhưng mà tụi nó không có xuất hiện, rất là ở gần em, để mà khi nào có chuyện ứng cứu kịp thời. Tạm thời tỷ cứ tính như vậy đi, có gì em tính sao? Em có nghĩ là cái tên đó có quay lại truy sát em nữa không? Duy Kha hả? Ừ. Ừ, cũng có thể lắm. Đây đâu phải là lần đầu. Em từng bị ông ta truy sát hơn chục năm rồi. Mày bỏ chạy tao bắn nát đầu mày ra. Mày nghĩ là mày bỏ chạy về đây thì tao không tìm ra mày sao? Trước khi tao tiễn mày về gặp ông A Quẩy, tao cho mày tự thú lần cuối. Có phải mày với ông A Quẩy từng có ân oán với nhau đúng không? Tôi không biết ông ta là ai cả. Mày đừng hòng qua mặt tao. Mày giết chết ông A Quẩy vì tư thù hay là vì ông ta đã cưỡng hiếp mày rồi mày đổ lỗi cho con trai tao hả? Nói. Đứng im, bỏ súng xuống. Tất cả đứng yên. Tất cả bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống, đá súng qua bên này. Nếu không ta bắn nó đó. Bỏ xuống. Bỏ súng xuống. Đứng yên.
Chánh đồng chí, giải hắn đi. Đó. Coi chừng tao đó còn khốn, tao giết mày đó. Trời ơi, coi như là em chết hụt dưới tay ông ta hai lần rồi. Mạng em lớn hơn ổng nhiều, ông ta sẽ không bao giờ làm hại em được đâu. Em đừng có chủ quan. Tỷ không biết vết thương mà tỷ gây ra cho hắn có ảnh hưởng gì tới tính mạng của hắn không, nhưng mà tỷ nghĩ hắn sẽ không dễ dàng gì buông tha cho em. Sống là phải biết đối đầu, vượt qua được nhiều thử thách, vậy mới thú vị chứ. Ăn đi tỷ. Dạo gần đây các tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn của chúng ta bị công an tổng tấn công. Cũng may Chiêu Dương nhận được tình báo nên chúng ta cũng không bị thiệt hại gì nhiều. Theo như tôi được biết thì sắp tới sẽ có khá nhiều những cuộc kiểm tra thường xuyên ở những khu vực này, cho đến khi nào những đám bảo kê và đám bán lẻ của một số nhóm sẽ bị bứng đi. Theo một nguồn tin mà tôi được biết thì băng của cô đã đụng độ với nhóm của Hà Nam Định, đúng không? Ông cũng nhạy tin đó. Sao em không báo cho anh biết chuyện này? Em thấy chuyện này cũng nhỏ, em có thể tự giải quyết được mà. Không nhỏ đâu. Em muốn thọc tay vào chuyện này là để muốn giải quyết đối thủ, đúng không? Em đâu đủ khả năng để mà giải quyết mấy chuyện lớn như vậy chứ. Chỉ là chiêu rung cây nhát khỉ mà thôi. Những kẻ nào mà cản đường em thì sẽ phải bị trả giá. Cô ngày càng ngạo mạn. Mày định hăm he ai vậy, con khốn? Như vậy cũng tốt. Cứ để cho công an đánh tan tác những cái băng nhóm đó. Có như vậy, chúng ta mới dễ dàng tung những loại hàng mới ra thị trường. Bọn chúng hết đường làm ăn. Cho đến khi ngóc đầu dậy thì chúng ta đã chiếm lĩnh được hết các đầu mối bán lẻ. Lão bàn cứ yên tâm, hiện tại hàng của chúng ta rất hút trên thị trường, cung không đủ cầu. Đúng vậy, các đầu mối đều muốn có loại hàng này, và họ yêu cầu tôi giao số lượng rất là lớn. Khả năng sản xuất là không đủ cung cấp cho thị trường. Có nên chăng là lão bàn nên mở rộng cơ sở sản xuất? Tôi đang nghĩ đến điều này rồi. Một chỗ sản xuất là không đủ, nhân lực có quá ít, nhưng mà cứ bắt họ làm ngày làm đêm cũng không ra hàng được. Tôi có ý này, không biết là có nên nói hay không. Cậu cứ nói đi, đừng ngại. Tôi nghĩ là công ty sản xuất nông sản của chúng ta có thể sử dụng để sản xuất hàng. Trời đất ơi, tại sao cậu lại ngờ nghệch đến như vậy? Tại sao lại sản xuất hàng ở đây? Quá nguy hiểm. Thật ra thì tôi nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi đã tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất loại hàng này. Máy móc có đặt mua, nhưng nhân lực là phải đảm bảo tuyệt đối bí mật. Vì vậy, theo tôi nghĩ, địa điểm là điều quan trọng nhất. Trong khi chờ đợi nơi sản xuất mới, tôi chỉ lo là hàng không đủ cung cấp cho thị trường thôi. Vậy tại sao lão bàn không hối thúc họ tăng cường tiến độ sản xuất? Chứ nếu không, ta không đủ hàng cung cấp cho thị trường, những đầu mối buôn bán lẻ nhỏ, người ta sẽ quay lưng chúng ta sẽ mất mối. Tôi sẽ gọi ngay. Tôi muốn ông tăng gấp đôi giờ làm xuyên ngày xuyên đêm để ra hàng cho tôi, có được không? Ở đây nóng lắm rồi, hàng về nhỏ giọt như vậy, khách hàng kêu ca tôi nhức đầu lắm. Dạ, thưa ông chủ, tôi cũng tăng cường thêm người cho làm ngày làm đêm đó ông chủ. Vậy thì chừng nào ông có thể giao chuyến hàng tiếp cho tôi? Dạ, tuần sau ông chủ. Cái gì mà tuần sau? Hàng không đủ để đi à? Sao mà lâu quá vậy? Dạ, hàng lúc nào cũng có,
Nhưng ông chủ cũng biết rồi đó. Tôi mới thiết lập quan hệ với thằng cớm mới. Mặc dù là tôi khống chế được nó, nhưng cũng cần cảnh giác. Còn thằng phản bội đó, ông xử nó sao rồi? Sau khi đánh nó một trận nhừ tử, tôi đã cho nó ra ngoài làm rồi. Ok, tôi đồng ý phương án đó. Nếu như không vì chúng ta thiếu người, tôi đã cho xử tử nó rồi. Được, bây giờ ông cứ sắp xếp cái tên cớm đó đi. Chừng nào hàng an toàn thì mới xuất. Nhưng tôi muốn hàng càng sớm càng tốt. Dạ, tôi biết rồi ông chủ. Trời ơi, chưa kéo dài được bao lâu thì sự thật này sẽ tới tay ông chủ. Đại ca, hay là mình trốn đi. Em nghĩ hậu quả này mình gánh không nổi đâu. Đợi lão bàn thay quần áo xong rồi chúng ta đi. Ông có cảm thấy là Chiêu Dương đang cố gắng tạo dựng địa vị của mình trong giới không? Đặc biệt là đang chứng tỏ năng lực với lão bàn. Đàn bà, cho dù cô ta muốn làm gì đi chăng nữa cũng không thể qua mắt của tôi được. Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Tôi từng sát cánh với Chiêu Dương trong nhiều phi vụ. Tôi hiểu rõ cô ta hơn ai khác. Nếu như có chuyện gì xảy ra giữa tôi và cô ta, cậu chọn ai? Tôi chọn lão bàn. Cậu luôn là một thằng láo cá. Đi thôi. Tình hình an ninh trên địa bàn thành phố gần đây có nhiều diễn biến phức tạp. Nạn cướp giật xảy ra đều do các con nghiện ra tay. Một lượng ma túy dạng đá, viên nén, heroin đang tuồn qua các đài bán lẻ, gây bất an trên địa bàn. Gần đây nhất có những cái chết bất thường xảy ra ở các con nghiện. Tôi cần nghe đồng chí Quang trình bày. Tính đến hôm nay, trong vòng 2 tuần đã có 3 cái chết xảy ra. Tất cả bọn họ đều là những con nghiện, chết trong tình trạng phê thuốc rất là kỳ lạ, không như những con nghiện ngáo đá quan tưởng. Tất cả bọn họ đều chết trong tư thế chim bay, lao xuống từ độ cao ở các tòa nhà cao tầng. Đây là một dạng ma túy mới, được tìm thấy trên người một con nghiện đã chết. Sau khi phòng xét nghiệm báo cáo, nó có chứa các thành phần lạ mà các loại ma túy trước đây không hề có. Thậm chí độc tính của nó còn cao hơn rất nhiều so với các loại ma túy tổng hợp đã có. Chúng ta cần phải lên phương án, phải biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu. Không loại trừ khả năng nó nhập từ các đường biên giới hay là sản xuất trong nước. Tăng cường truy quét ở tất cả các tụ điểm nóng. Nếu phát hiện ra những tay bán lẻ, lập tức truy theo vết, bắt bằng được chúng. Nếu cần, vào tận hang bắt rắn. Nên nhớ, đừng nắm đằng đuôi, vì rắn mất đuôi, đầu nó vẫn còn hoạt động. Các đồng chí cử trinh sát xuống địa bàn, nắm thông tin và báo cáo cho tôi ngay. Anh, trong cảnh có súng sao không mang theo? Lỡ gặp phải người xấu thì sao? Tôi phải bắt xe đi về Sài Gòn, mang súng theo không tiện, bị bắt ngay. Khoảng bao lâu nữa mới ra tới đường cái? Còn nửa ngày nữa. Cái gì? Vậy là nhanh rồi, tôi dắt anh đi đường chim bay không đây? Còn đi đường mòn thì 2 ngày nữa chúng ta mới ra khỏi rừng. Thôi đi nhanh đi, ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Thank you.
từ hôm nay tỷ vừa lái xe kiêm vệ sĩ cho em. Có tỷ em thấy yên tâm. Lái xe cũng được, vệ sĩ cũng được, nhưng mà bắt chị mặc cái kiểu này chị không quen. Tỷ phải làm quen đi, đó chính là hình ảnh bề ngoài khi đi làm việc chung với em. Phải thật bình thường, đừng để người khác chú ý nhiều tới mình. Đó là lý do vì sao em không cần nhiều vệ sĩ bên cạnh. Dạ cô chủ em biết rồi. Dạ cô chủ, bây giờ cô chủ muốn đi đâu hả? Tỷ chạy đi, em chỉ đường cho. Ok. Chạy làm gì vậy? Bộ có hẹn với ai hả? Tỷ cứ đi theo em đi rồi rõ. Dạ em chào chủ tịch. Ừ. Đây là Sơn Nữ, tài xế và cũng là vệ sĩ của tôi. Kể từ bây giờ, bất kỳ ai muốn vào phòng của tôi phải qua sự kiểm soát của chị ấy. Dạ em biết rồi. Còn đây là thư ký Mai. Bắt đầu từ bây giờ hai người có thể liên lạc với nhau một số việc. Ok. Một chút nữa cô sắp xếp chỗ ngồi cho Sơn Nữ ở đây nha. Dạ em biết rồi. À mà chủ tịch, mấy bữa nay chủ tịch không lên công ty á, nên có khá là nhiều hồ sơ cần phải ký à. Được rồi, tôi sẽ giải quyết hết trong ngày hôm nay. Dạ. À mà còn nữa, ngày hôm nay á chủ tịch không có cuộc hẹn nào hết. Ok. Báo lại với phó giám đốc Hà khoảng một tiếng nữa qua phòng tôi. Dạ em biết rồi. Ủa, em là chủ tịch hội đồng quản trị luôn hả? Ừ. Vậy là em là chủ ở đây hả? Ừ. Wow, trời ơi, tỷ không tin là em giỏi vậy luôn á chứ Dương. Chị phải nên biết chị đang làm việc cho một doanh nhân nổi tiếng ở Sài Gòn. Chị phải cẩn thận đó. Xuất sắc quá, bái phục em luôn á. Theo báo cáo tôi nhận được, tuần qua các điểm nóng ma túy đã có nhiều nơi bị xóa sổ. Các băng nhóm bảo kê, lớp bị bắt, lớp bỏ trốn, một số tay mua bán ma túy cũng đã vô khám. Đây là chiến công lớn của đội ta. Ngoài số ma túy truyền thống mà chúng ta bắt giữ được, còn có một loại ma túy mới đang nổi như cồn ngoài kia. Là thứ nước màu xanh mà anh em đã tìm được trên xác những nạn nhân là con nghiện gần đây. Đúng vậy, tần suất xuất hiện ngày càng nhiều những con nghiện sử dụng loại ma túy này. Chất kịch độc này làm tê liệt hệ thần kinh, khiến con nghiện rơi vào trạng thái quan tưởng cực độ. Và điều họ muốn làm là lao mình từ trên cao xuống, vì họ nghĩ mình là chim. Chúng ta đã bắt được một tay bán lẻ chất này, hiện đang tạm giam tại trại để lấy lời khai. Nhưng có vẻ như hắn ta chỉ là con nghiện được giao bán vài ống lấy công để được sử dụng thuốc thôi, nên chưa có lời khai nào có giá trị. Vậy mình phải tung anh em xuống địa bàn điều tra, phải nắm những gã mua bán tinh trong giới. Chắc chắn ít nhiều sẽ nắm được thông tin về chất ma túy mới này. Đây cũng là ý kiến của cấp trên. Bằng mọi giá chúng ta phải lần ra đường dây cung cấp loại ma túy mới này. Chuyên án của chúng ta sẽ có tên là C02. Tôi muốn tóm được gã cầm đầu, chứ không phải là những tay bán lẻ. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ, ăn ý, lên kế hoạch cụ thể. Chúc chuyên án của chúng ta thành công tốt đẹp. Chủ tịch kêu chị lên làm việc trực tiếp, chắc là có chuyện quan trọng lắm đây nè. Mọi việc đều thay đổi kể từ khi chủ tịch về đây. Tất cả các phòng ban rất hiếm khi có cơ hội làm việc với nhau. Ồ. Mà chị, em nói chị nghe này nè. Em không biết sao nữa, nhưng mà cứ mỗi lần em đứng trước mặt của chủ tịch đó, em thấy khớp khớp á. Chị cũng như vậy, huống hồ gì em là lính mới ở đây. Bây giờ chủ tịch đó mới thuê một bà vệ sĩ, cái mặt của bà hả, nhìn
ấn ấn. Có hả? Bà tới kìa, em đi làm trước nha. Cô tên gì vậy? Tôi là Hà, tôi đến theo lệnh của chủ tịch. Đi theo tôi. Thưa chủ tịch, có cô Hà tới. Vào đi. Chủ tịch cho gọi tôi à? Dạo này cô có liên lạc với anh Lâm Phong không? Tôi có liên lạc với anh ấy, nhưng mà không gọi được ạ. Sao cô không đến nhà để thăm người bạn thân của mình, xem anh ấy ra sao? Tôi có đến một lần, nhưng mà không gặp được anh Phong. Cô gặp vợ của anh ấy à? Tôi có gặp một người phụ nữ, cô ấy nói là vợ của Lâm Phong, nhưng mà thật hư thế nào thì tôi cũng không biết. Họ kết hôn nhưng mà không làm đám cưới, theo như tôi biết. Tôi có gặp Lâm Phong trong một bữa tiệc, cũng chỉ có vài người thân mật để anh ấy có thể giới thiệu vị hôn thê của mình. Sau đó thì chúng tôi có bàn kế hoạch mới. Tôi không biết là có nên cho cô biết một chuyện này hay không. Dạ, chuyện gì vậy? Lâm Phong đã bán lại hết tất cả cổ phần cho tôi và đã rút ra khỏi Romantic. Vì vậy tôi muốn cô triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp để thông báo về việc này. Dạ. Cô có thể ra ngoài được rồi. Chào chủ tịch ạ. Không thể nào, không thể nào Lâm Phong lại bán đứt Romantic như vậy được. Đấy là cả sự nghiệp của anh ta mà. Đồ miễn phí. Đợi chút đi.
Chuột, chuột, đang bay. À, xin lỗi mọi người, tôi có điện thoại. À, alo, Thái hả? Tôi nghe đây cậu. Có một người đang muốn gặp cậu. Ai vậy? Cậu nói chuyện đi. Anh Hải, em Võ Hiếu đây. Alo, anh Hải, anh nghe em nói không, anh Hải? Alo, anh Hải ơi. Alo. Alo. Cậu đưa máy, tôi gọi Zalo cho hai người nói chuyện. À, xin phép mọi người, tôi ra ngoài một chút. Cậu không sao chứ? À, không sao. Cho tôi nói chuyện với Võ Hiếu. Được rồi. Hiếu, anh đã mất hy vọng là được gặp lại em. Nhìn em tệ quá. Em từ cõi chết trở về mà, giữ được cái mạng này là may lắm rồi anh. Em có rất nhiều chuyện muốn báo cáo với anh. Nhưng mà anh xuống dưới này được không? Được được, anh sẽ xuống liền. À anh Hải, nhưng mà anh xuống dưới này gặp em, anh bí mật nha, đừng cho ai biết nha. Mình có nội gián ở công an huyện. Hả? Nội gián hả? Dạ. Em không thể nói chuyện này qua điện thoại được. Anh hiểu rồi, cho anh nói chuyện với anh Thái. Dạ dạ. Tôi nghe đây. Ờ Thái hả? Tôi sẽ sắp xếp công việc để xuống Sài Gòn gặp cậu. Cậu cho tôi gọi Võ Hiếu. Nhớ chăm sóc cậu ấy giùm tôi. Được rồi, cậu yên tâm. Thôi chào cậu. Nhà máy trà của ông Duy Kha là nơi sản xuất ma túy. Đích thân anh và công an huyện đã đến kiểm tra hết mọi ngõ ngách, đâu có phát hiện gì. Đó là một căn hầm bí mật nằm dưới lòng đất, ngay phía sau nhà máy trà. Ông Duy Kha chỉ là một mắt xích nhỏ trong đường dây này. Em dám khẳng định đây là một tổ chức mafia quốc tế hoạt động rất tinh vi. Không thể tin được. Anh đến đó nhiều lần để tìm em, em ở ngay đó mà anh lại không biết. Anh có biết tại sao nó lại tồn tại ngay trước mỗi công an huyện không? Vì của nội gián là kẻ bán tin. Đúng vậy. Trước khi chết, tên chính rất ân hận. Và hắn đã cho em biết tên người này. Là ai? Phó công an huyện Lê Đạt. Là Đạt? Là anh ta sao? Ông nhớ cân đối tài chính trước khi chuyển tiền cho các dự án. Dạ. Ông cũng biết rằng phi vụ mua lại công thức sản xuất ma túy mới này cốn của tôi quá nhiều tiền rồi. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ lập kế hoạch tổng hợp lên cho ông chủ xem trước khi ký duyệt những hạng mục quan trọng. Tôi biết
ngay khi chúng ta đẩy được những đơn hàng ở nước ngoài, chúng ta sẽ thu lại những khoản tiền lớn. Nhưng từ đây tới lúc đó, chỉ cần thủ, không cần bung. Khách hàng mà Peter đưa tới, ông chủ có nghĩ đó là cá mập lớn không? Ông yên tâm, tôi biết gã này. Lý lịch của ông ta cũng khá đáng gờm. Từng là du học sinh thời Liên Xô cũ, nhưng sau này qua Ukraine lấy vợ sinh con để được ở lại. Ban đầu chỉ bán hàng chợ, nhưng sau này nổi lên như một tay anh chị khét tiếng trong giới ngầm. Bề ngoài cũng chỉ là một doanh nhân, nhưng thật ra là trùm mafia khét tiếng. Tôi chỉ lo những đơn đặt hàng lớn. Ngoài chuyện đổ tiền thật nhiều và khâu sản xuất, chúng ta phải tìm những nhóm thật là xuất sắc để trung chuyển hàng. Tôi đã có chút điều chỉnh trong nội bộ của mình. Tôi sẽ nói cho ông sau khi tôi có kế hoạch. Nếu như lão bàn vẫn tin tưởng những người phụ nữ đó thì tôi không còn ý kiến gì hết. Ông biết họ là những kẻ cứng đầu bản lĩnh mà, không thua đàn ông chứ. Tôi không xem thường họ, nhưng tuyệt đối không tin tưởng đàn bà. Ông mang nặng thành kiến với họ quá rồi. Nếu cho tôi được chọn lựa, tôi sẽ không làm việc với phụ nữ. Họ không phải là những người phụ nữ bình thường. Nhưng với tôi, đàn bà luôn luôn không qua ngọn cỏ. Có chuyện gì mà ông gọi trực tiếp cho tôi vậy? Dạ, tôi có chuyện gấp, cần báo cho ông chủ biết à. Nói đi. Dạ, dạ, tình hình nhà máy có biến lớn rồi ông ơi. Có chuyện gì vậy ông chủ? Lấy cho tôi khẩu súng nhanh lên. Dạ. Lấy một đầu mảnh cho tôi. Lên đường lập tức. Cậu đã phối hợp với cảnh sát cơ động tỉnh rồi, nhưng tôi cảm thấy lo quá, sợ thông tin bị lọt ra ngoài đó. Đừng để cho bên công an huyện biết, nếu không chắc chắn sẽ có người báo cho ông Duy Kha. Mọi người đừng lo, tôi đã nói chuyện riêng với chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động. Chỉ có một mình ông ấy mới biết địa điểm tập kết, ngoài ra không ai biết địa điểm này. Tôi cũng đang sốt ruột muốn phá tan cái điểm sản xuất này. Đây là khởi nguồn xảy ra các tệ nạn xã hội và những cái chết trắng đang gieo rắc khắp nơi. Lão bà, theo tôi qua bên này,
xem chuyện gì xảy ra. Mỹ Kỳ, cho mày một cơ hội đoàn tụ với con trai của mày. Đại ca, đại ca, đại ca, qua gỡ ổ cứng phải tính đem theo. Dạ, đưa hết tụi nó lên trên, đem hàng theo. Đứa nào ốm yếu thì chôn ngay tại đây luôn. Dạ. Nhẹ lên, nhanh. Ê đi. Má sẽ bảo vệ cho con. Con đi đâu má đi theo đó. Ông ta sẽ không bao giờ dám làm gì con đâu. Con chưa từng thấy ai hung dữ và độc ác như ông ta. Nó không phải là con người nữa. Má, nếu như anh Hiếu rơi vào tay ông ta, con không biết ông ấy sẽ làm gì ảnh nữa. Con không dám nghĩ tới điều đó má ơi. Má cũng không dám nghĩ. Dù có lúc má từng nghĩ đến chuyện này, ông ta có mối thâm thù sâu nặng với anh con. Chà, có nước uống luôn. Thấy em làm giỏi không? Hai người vừa về là có nước uống liền à. Nhắn tin liên tục mà. Thiếu điều gắn con chip vô trong người luôn kìa. Chủ tịch được cái đó đúng không ạ? Chủ tịch? Ủa, gì mà chủ tịch ghê quá vậy? Tự phong luôn á hả? Thiệt chứ tự phong gì?
là chủ tịch của tập đoàn công ty Romatic đó. Ê, nhưng mà không phải, lớn lắm, lớn hơn giám đốc luôn vậy đó, giống như là chủ công ty luôn vậy đó, phải không chưa Dương? Chúc mừng nha. Ê Giang Giang, công nhận mày làm nước ngon thiệt á Duyệt. Chứ sao. Vậy nói chuyện đàng hoàng mày. Tỉ ra ngoài đi. Anh tỉnh táo chưa? Tôi không biết. Giờ đầu óc tôi lơ mơ mụ mẫm. Tôi cũng không biết là mình tỉnh hay là mình mơ nữa. Vậy anh có nhận ra tôi là ai không? Có phải người đàn bà đã hại tôi ra nông nỗi này? Tốt. Vậy là anh còn tỉnh và còn nhận ra tôi là ai? Người đàn bà mà tôi yêu nhất cũng là người đàn bà mà tôi hận nhất trên đời này. Làm sao tôi có thể quên được gương mặt xinh đẹp của cô? Người đàn bà có gương mặt thiên thần, nhưng mà bên trong là trái tim của một con ác quỷ. Tốt. Vậy là anh đã hiểu rõ hơn về tôi rồi đó. Khi chúng ta đã hiểu nhau, tôi nghĩ có lẽ giờ chúng ta nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Bây giờ cô còn cần gì ở tôi nữa? Cô lại dùng tôi như vậy chưa đủ sao? Làm sao mà đủ được? Với những gì mà anh đã gây ra cho tôi, anh vẫn chưa đền hết tội mà. Khi tôi phát hiện ra anh thuê người giả ma giả quỷ nhát tôi, thì tôi chỉ giận dữ. Nhưng khi anh đòi rạch mặt tôi, thì tôi chỉ muốn giết chết anh ngay tức khắc. Là anh tuyệt tình với tôi trước, tôi vẫn để cho anh sống làm mai cho anh rồi. Bây giờ thì anh nghe đây, anh phải làm theo những gì tôi nói thì anh sẽ được sống tiếp đó. Hả? Nếu không, tôi sẽ cho anh chết dần chết mòn trong căn phòng này, không nước, không thức ăn, chắc chắn là cũng không có thứ cho anh phê. Nghe rõ chưa? Nếu được, tôi sẽ làm cho những gì mà cô muốn. Vậy mới ngoan chứ. Hai người đi vô đây. Trước tiên cắt tóc, cạo râu gọn gàng cho nó. Sau đó bắt nó tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn một bộ đồ mới đẹp. Ủa, em tính thả nó ra hả? Tỷ đừng có hỏi nhiều, cứ làm theo em dặn đi. Tỷ biết cắt tóc mà đúng không? Không thành vấn đề. Dương, chuyến đi này chúng ta trắng tay, không thu hoạch được gì nhiều. Chúng ta đã chậm một bước. Đừng nản, em biết cách nào để tìm ra tên đầu sỏ. Có phải cậu muốn nhắc tới Chiêu Dương?
Phải, cô ấy sẽ là đầu mối đưa chúng ta đến chỗ tên trùm. Lần thứ hai cậu quyết định tuyệt tình với Chiêu Dương sao? Cậu có còn yêu cô ấy không? Nếu anh hỏi em còn yêu không? Còn chứ anh. Cô ấy là vợ em, là mối tình sâu đậm của em. Nhưng em còn một tình yêu khác lớn hơn. Em yêu đất nước này. Em không muốn nhìn thấy một thế hệ tương lai bị tàn phá bởi cái chết trắng. Em cũng không muốn chứng kiến một xã hội suy đồi, bất ổn chỉ vì những kẻ coi mạng người như cỏ rác, kiếm tiền bất chấp lương tri. Không ngờ cậu là một người có lý tưởng lớn. Ngay cả những người đứng trong hàng ngũ chúng tôi còn có kẻ bán đứng tổ chức. Cậu là một người vì tình cảm lớn mà quên đi tình cảm riêng tư của mình. Tôi thật là cảm phục. Cảm xúc là bản năng, không chế được cảm xúc mới là bản lĩnh anh à. Tôi mừng vì đã đặt niềm tin đúng người. Em cũng cảm ơn anh. Nhờ anh đã tiến cử em học một khóa kỹ năng sống ngắn hạn, nhờ đó mà em mới thoát được qua cửa ải này. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ Chiêu Dương. Cậu có biết cô ấy ở đâu không? Em mất dấu cậu đã lâu, nhưng tìm đến người này chúng ta có thể gặp được cổ. Cũng còn đẹp trai chán. Ngồi xuống đi. Con nhỏ này, mày phụ nữ mà bạo lực vậy? Phải dịu dàng. Ngoan nha con. Con ngoan thì mẹ mới dịu dàng với con được. Con mà nổi điên lên á là mẹ đánh chết bà nha con. Ê, mày định xử nó thiệt hả? Nè, ống giảm thanh đâu? Hay dùng cái này đi, bớt ồn ào. Anh chọn đi. Tôi cho anh quyền lựa chọn cuối cùng. Sống hay chết, tùy anh. Mày nghe không mày? Mày chọn nhanh đi, không là tao chọn cho mày đó. Ký đi. Ký mày. Ký đi. Nhanh lên. Đây là giấy tờ gì? Ký mày. Không hỏi nhiều. Chữ ký cũng đẹp đó. Nhưng mà có lẽ đây là chữ ký cuối cùng của anh. Cô hứa là cho tôi sống mà. Sau khi tôi làm tất cả những gì cô muốn, tôi sẽ giữ lời hứa sau cuộc họp ngày mai. Hai chữ định mệnh khiến cho cuộc đời con người có thể thay đổi mà bản thân ta cũng không hề biết trước. Con cũng không hiểu, cho đến lúc xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc con còn nhỏ chỉ nghĩ cả đời này sống bình yên bên ba là đủ. Nhưng rồi khi lớn lên, mọi thứ cứ xoay chuyển không ngừng. Mẹ con mình gặp nhau là cũng do định mệnh an bài. Không lẽ
Chuyện chị Chiêu Dương rời xa má cũng là do định mệnh sao? Má cũng không biết. Cho đến bây giờ câu chuyện của má và Chiêu Dương vẫn chưa có hồi kết. Một câu chuyện là về tình mẹ con. Đẻ nó ra rồi đánh mất nó, tìm lại được rồi thì vĩnh viễn như có thể chia xa. Điều mà con nghĩ má nên an tâm nhất là chị hiện đang sống rất là tốt. Khi nhìn thấy chị xuất hiện con rất bất ngờ. Má chỉ thấy Chiêu Dương nó thay đổi nhiều quá. Nó là một đứa nổi loạn. Cuộc đời của một con người thăng trầm cũng do tính cách mà ra. Con chỉ mong mỏi một cuộc sống bình yên cùng gia đình, bên cạnh những người mình yêu thương. Con không thích cuộc sống bon chen. Cho dù thương nhớ Chiêu Dương, nhưng bây giờ biết nó vẫn còn sống, mà còn sống tốt nữa, má cũng yên tâm phần nào. Giờ má chỉ lo là lo cho anh Hiếu của con thôi, không biết nó sống chết ra sao nữa. Con chỉ cầu mong anh quay về. Anh Hiếu không thể nào bỏ má và con giống như anh Quý được. Một mình con không thể nào chống lại được ông Kha. Cố lên nha Trúc Trà, đừng để chuyện xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của con. Alo. Cho hỏi có phải là cô Trà không? Dạ đúng rồi. Tôi là công an Minh quận 3, nơi cô gửi đơn tố cáo kế toán công ty Biển Thủ Tiền. Mời cô lên cơ quan công an làm việc. Chúng tôi đã bắt được thủ phạm. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại tôi đang ở xa, sáng mai tôi có mặt có được không ạ? Được, sáng mai chúng tôi sẽ giải quyết cho cô. Dạ, cảm ơn ạ. Má, con phải về Sài Gòn liền, có việc gấp lắm. Có gì mà gấp gáp dữ vậy con? Con chưa có khỏe lại mà. Con không sao đâu. Con ổn mà má. Mình ổn, cố lên Trúc Trà, mày không được ngã gục lúc này. Sao rồi, mọi chuyện ổn chưa? Rất tốt. Cứ chuẩn bị làm theo những gì mà tao nói. Dạ, chào chủ tịch. Ừ. Dạ, bên phòng kế toán á, thì gửi báo cáo chi tiêu tháng này. Còn bên phòng kinh doanh á, thì gửi cho chủ tịch bản hợp đồng của công ty du lịch Sài Gòn Tour để cho chủ tịch tham khảo trước. À, chiều ngày mai chủ tịch có cuộc họp với lại đối tác. Lần sau những hợp đồng như vậy phải gửi mail trước cho tôi, để tôi có thời gian xem trước ở nhà. Dạ, em sẽ nói lại với phòng kinh doanh. Mọi người tới chưa? Dạ, còn 15 phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu. Ừ. Đem tất cả những hồ sơ này lên phòng họp trước cho tôi. Dạ. Em xin phép ra ngoài trước, qua xem phòng họp đã chuẩn bị xong chưa. Cảm ơn em. Tôi căng thẳng đến mức độ không thể ngủ được.
không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Đừng nghĩ tới những chuyện của quá khứ nữa, hãy tập trung công việc cho ngày mai. Tôi đã tìm cách hồi lại một số đơn của khách. Sự việc này không thể kéo dài được. Một là mất uy tín, hai là khách hàng không chờ được loại ma túy mới, sẽ tìm lại hàng cũ. Như vậy thì khi nào chúng ta bắt tay vào xây dựng cơ sở sản xuất mới? Chỉ như vậy chúng ta mới kịp thời giao hàng cho khách thôi. Tôi cũng đang đợi Chiêu Dương trả lời. Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ. Đây là một cuộc họp bất thường dành cho cổ đông, nhưng tôi có lý do để làm chuyện này. Tôi muốn mọi người nghe thông tin chính thức từ tôi, chứ không phải là một người khác. Lâm Phong đã sang hết tất cả cổ phần cho tôi và chính thức rút khỏi Romantic bắt đầu từ ngày hôm nay. Hả? Vậy là sao? Sao có chuyện đó chứ? Sao kỳ vậy ta? Vậy là sao? Thì tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc chuyện sao là sao vậy chứ? Lâu lắm không gặp anh ấy, không ngờ bây giờ lại có quyết định như vậy. Ừ, phải đó. Thư ký của tôi sẽ phát tất cả những chứng từ giấy tờ mà Lâm Phong bán cổ phần còn lại cho tôi. Quý vị cứ xem qua. Là sao? Là khó hiểu á. Đúng vậy, khó hiểu. Trời, tại sao Lâm Phong lại bán hết chứ? Trời đất ơi, cái gì vậy? Coi này, quyết định về cổ phần. Ờ, bán rồi, bán thật rồi. Tôi thấy là tại sao Lâm Phong rời bỏ Romantic? Anh ta là người điều hành tốt nhất ở đây rồi mà. Phải đó. Đúng như vậy. Tại sao vậy? Anh ta là có lẽ rồi. Quý vị cần một lời nói trực tiếp từ Lâm Phong. Chào anh. Cuộc họp vừa mới bắt đầu. Mọi người rất muốn nghe giọng nói của anh. Chào mọi người. Lâu lắm rồi không gặp mọi người. Lâm Phong kìa, dạo này anh ấy ốm yếu quá vậy. Sao trông cậu ấy tiều tụy vậy? Tiều tụy quá vậy? Sao quá ta? Anh vào chủ đề chính đi. Em còn họp với mọi người nữa. Cũng như mọi người đã biết, tôi sẽ chính thức thông báo tôi đã bán hết cổ phần cho cô Chiêu Dương. Sao vậy? Tại sao anh lại làm như vậy? Romantic là tâm huyết bấy lâu nay của anh mà. Đúng vậy. Tôi có những lý do riêng. Lý do ra để cho mọi người đỡ thắc mắc đi. Tôi đã có gia đình. Tôi muốn tập trung dành thời gian nhiều nhất cho gia đình của mình. Như vậy anh cũng đâu cần bán hết cổ phần của mình đâu. Đó chỉ là một trong những lý do. Điều quan trọng là tôi đang bị bệnh nan y. Tôi sẽ ra nước ngoài để chữa bệnh. Vậy hả? Hèn gì thấy anh ốm yếu quá. Ok, vậy là mọi người đã thỏa mãn. Anh cứ đi nghỉ ngơi đi. Khi nào thuận tiện thì bất ngờ quá. Em sẽ gọi cho anh.
chồng giỏi lắm. Có muốn vợ thưởng cho không? Đừng lấy gần tôi, đừng lấy gần tôi. Mày tưởng tao muốn mày hả? Mày không phải là gu của tao. Xong việc rồi, vô trong. Mày đừng có sợ, chưa có lệnh, tao muốn bắn mày cũng không được. Đi, vô trong. Sao mình đã đụng đổi đây chứ? Sống chơi giàu có ngày đứng tay. Mình thật là ngu ngốc. Tiếp cận Chiêu Dương bắt đầu từ nhà Lâm Phong, cô ấy sẽ ít nghi ngờ hơn. Cô nói đúng, Chiêu Dương là người khá thông minh, phải hết sức cẩn thận. Tôi xích mất cậu một lần rồi, đừng để tôi mất ngủ vì cậu nữa đó. Lần này thì khác, sau lưng Võ Hiếu luôn có đồng đội. Gì mà bấm chuông kiểu mày mày? Tôi muốn gặp Lâm Phong. Mày mà quen với Lâm Phong,
Làm ơn, làm ơn nói với Lâm Phong, tôi là chồng của Chiêu Dương, tôi muốn gặp anh ấy.